đưa nhau về chỗ đến là bên ở dương. Hê 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 là bơi đưa ơi à là nhau về là cho à đến à hê là thời hê ơi à là bên dương. Hát Xoan, một di sản văn hóa phi vật thể của vùng đất Tổ Hùng Vương, gắn liền với những giai thoại thời đại vua Hùng dựng nước. Chuyện kể rằng, một hôm, trên đường đi tìm đất đóng đô, vua Hùng nghỉ chân ở một nơi, nay là quê Xoan Phủ Đức, An Thái. Thấy trẻ chăn trâu hát múa, vua rất ưa thích và lại dạy các em thêm nhiều điệu khúc nữa. Những điệu hát múa ấy là những điệu Xoan đầu tiên. Lại có một câu chuyện khác kể rằng, vợ vua Hùng mang thai đã lâu, tới cữ khai hoa, đau bụng mãi mà không sinh nở được. Người hầu gái bèn tâu với vợ vua về nàng quế hoa xinh đẹp, múa giỏi hát hay, nên đón nàng về múa hát có thể làm đỡ đau và sinh nở mẹ tròn con vuông. Vợ vua bèn cho mời nàng quế hoa đến, giọng hát trong như tiếng chim hót, tiếng suối chảy, đôi tay uốn, chân đưa mềm mại như tơ, làm cho hoàng hậu quên cả đau đớn trong kỳ vượt cạn. Nhà vua cả mừng, truyền cho các cung nữ học lấy những lời hát điệu múa quyến rũ này. Lúc đó vào mùa xuân, nên vua đặt tên các làn điệu múa hát đó là hát Xoan. Hát Xoan Phú Thọ thuộc loại hình dân ca lễ nghi phong tục, hát ở cửa đình, kết hợp các yếu tố, nhạc, hát múa, thường có mặt trong các trò diễn hội làng. Chính vì vậy, đình đám mùa xuân là không gian và thời gian của Xoan Phú Thọ. Và cũng chính vì tục hát múa vào mùa xuân ở các cửa đình có hội đám, tế thần nên khúc môn đình được đọc trạch là Xoan. Theo lời các nghệ nhân ở Phủ Đức thì hát Xoan chính là tiếng hát mừng dâng lên các vua Hùng trong dịp đầu xuân mới, là điệu hát tế thần, cho nên các bài hát thờ chính của Xoan là thuộc phần hát chầu thánh. Đây cũng là một hình thức diễn hát lễ nghi, phần trọng tâm của cuộc hát mang nội dung chúc tụng ngợi ca. Mặc dù vậy, để đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí, đình đám, hội hè của người dân, Xoan cũng vượt ra ngoài khuôn khổ tế lễ khá xa, thể hiện ở trong chính các quả cách. Hát thờ thường chỉ hát chúc ở phần cuối, còn toàn bài lại là hát trữ tình, thế tục, tả về, ngư tiều, canh mục, về bốn mùa xuân hạ thu đông. Đặc biệt là những đoạn thơ tả tình cảm yêu đương trai gái rất thiết tha và đằm thắm ở các phần hát bợm gái, đúng, bỏ bộ, xin huê đố chữ, cài huê mó cá. Đây chính là nét đặc sắc của Xoan, tuy được hát trước đình làng nhưng vẫn đậm đà yếu tố trữ tình lãng mạn. Đồng thời, Xoan còn thể hiện được nét lễ hội cổ xưa nhất của người Việt cổ về lễ hội phồn thực tín ngưỡng đặc trưng của thời đại Hùng Vương qua tiết mục cài huê mó cá, thể hiện lễ thờ tế sinh, thực khí với tục tắt đèn mó cá. Hát Xoan là một cái nghệ thuật cổ, người ta có thể coi nó là cái nghệ thuật cổ nhất hiện nay đang còn hoạt động. Đấy là một cái giá trị rất lớn, nó đóng góp vào trong cái việc minh chứng là chúng ta có một tầng âm nhạc rất xưa. Có thể tầng âm nhạc ấy nó có khoảng cách đây hơn 2.000 năm mà nhân dân vùng Phú Thọ vẫn giữ được nó. Điều này vô cùng quan trọng để chứng minh nó gắn với cái tục thờ vua Hùng, tức là một nghệ thuật có từ rất sớm. Nhưng cái điều quan trọng hơn là nghệ thuật có từ rất sớm nhưng nó lại được nhân dân Phú Thọ yêu mến, gìn giữ nó ở trong bốn phường Xoan cho tới bây giờ, và làm cho tất cả các cái vùng Xoan bây giờ ở 17 đình làng đều giữ lại những câu chuyện Xoan ngày xưa. Thì đấy là cái giá trị văn hóa và giá trị nghệ thuật của hát Xoan. Hát Xoan là điệu hát đặc sắc riêng có của vùng đất Tổ với hàng ngàn năm phát triển.
thường thì hát xoan chủ yếu được lưu giữ bằng truyền khẩu, nên vai trò của những nghệ nhân hát xoan, chủ phường hát xoan là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, những nghệ nhân hát xoan giờ đây đều đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. Trong khi đó, lớp trẻ kế cận lại chưa thực mặn mà với làn điệu xoan. Đứng trước nguy cơ mai một và những thực tế khó khăn trong việc bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật hát xoan, từ năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo nhằm lưu giữ và phát huy giá trị của lối hát độc đáo này. Hiện nay, hồ sơ hát xoan Phú Thọ đã được đệ trình đề cử công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và tổ chức UNESCO đang trong quá trình thẩm định và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 11 tới. Định của UNESCO thì hồ sơ hát xoan Phú Thọ đã được gửi tới văn phòng thường trực của UNESCO thế giới trước ngày 30 tháng 3 năm 2010. Thì sau hai lần chỉnh lý bổ sung và qua hai cuộc thẩm định thì tới nay là hồ sơ hát xoan Phú Thọ đang có nhiều tín hiệu tốt đẹp để có thể trở thành di sản thế giới. Dự kiến trong tháng 11 thì phiên họp cuối cùng của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về UNESCO của Liên Hợp Quốc thì sẽ xem xét và bỏ phiếu để công nhận di sản hát xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng chương trình hành động để bảo tồn di sản hát xoan và chúng tôi tập trung vào mấy cái nhiệm vụ. Một là sẽ phối hợp với Sở Giáo dục để tổ chức cái chương trình truyền dạy hát xoan trong các cái trường học phổ thông. Thứ hai là phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để hướng dẫn và dạy hát dân ca xoan trên sóng của đài truyền hình. Và thứ ba là đang sản xuất các cái đĩa CD rồi đĩa VCD cũng như là những tập hát nhạc về hát xoan, kể cả xoan cổ và xoan phát triển để phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Theo tôi biết thì là hiện nay là hồ sơ hát xoan thì đã được chuyên gia của UNESCO, các cái chuyên gia về âm nhạc của UNESCO và chuyên gia quốc tế thẩm định, và cuối tháng 11 thì sẽ công bố kết quả và sẽ có cái vòng thẩm định cuối cùng. Và cho đến nay thì chúng tôi cũng nhận được những cái tín hiệu rất là đáng mừng về hồ sơ hát xoan, bởi vì hát xoan là di sản cần được bảo vệ khẩn cấp, và đặc biệt là hôm nay khi mà chúng tôi chứng kiến cái không khí của đêm xoan hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là đây là một cái sức sống thực sự, một cái sức sống mà do cộng đồng xây dựng lên, chứ không phải là một cái sự kịch bản hoặc là sân khấu hóa, mà thực sự là di sản đã sống lại. Hy vọng rằng với hồ sơ đã đệ trình năm 2011, hát xoan Phú Thọ sẽ chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.